trân trọng giới thiệu tới quý khán giả siêu phẩm phim truyền hình Hàn Quốc năm 2012 Mặt Nạ Anh Hùng. Mày làm việc cho bọn giặc đã khiến anh mày ra nông nỗi này. Được chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách, Mặt Nạ Anh Hùng là bộ phim hành động hấp dẫn, đan xen những mối quan hệ tình cảm xúc động về gia đình, tình bạn, tình yêu và lý tưởng sống trong thời chiến những năm 30 của thế kỷ 20. Mặt Nạ Anh Hùng thông qua hình tượng người anh hùng dân tộc Gasitan ẩn mình sau chiếc mặt nạ cô dâu vì chính nghĩa đã phải đánh đổi gia đình, tình yêu, người bạn chí cốt và chính bản thân mình cho vận mệnh dân tộc. Mình vẫn sẽ giết cô ấy. Chỉ cần mình bắt được Gasitan. Theo như ta thấy thì tên mang mặt nạ đó chắc chắn có liên quan đến Lee Sun. Với dàn diễn viên xuất sắc đã thể hiện thành công tính cách nhân vật từ ánh mắt, nụ cười hay cái nhích môi bí ẩn lôi cuốn. Mặt nạ anh hùng với những pha võ thuật đẹp mắt, đậm chất dân tộc Hàn Quốc. Mày là ai mà lại cứu tao? Được, tao phải xem thử mặt thật của mày nào. Mặt nạ anh hùng mang màu sắc đau thương, thấm đẫm nước mắt và máu. Nhưng phim vẫn tràn ngập những giai điệu tình cảm ấm áp, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn, xứng đáng là siêu phẩm phim truyền hình đặc sắc, chinh phục và lôi cuốn trái tim khán giả. Cậu chính là tên khốn Gasitan. Mặt nạ anh hùng sẽ được phát trên sóng NTV vào 20:10 các ngày trong tuần.